Cuối cùng, tiền đạo Kylian Mbappé cũng đã có quyết định về tương lai. Theo tiết lộ của báo Le Parisien, vua phá lưới vòng chung kết World Cup 2022 chọn đi theo lý trí, chứ không nghe theo lời mách bảo của con tim nữa. Nghĩa là sau khi mùa giải năm 2023 đến năm 2024 khép lại, anh sẽ nói lời chia tay với PSG để chuyển sang đầu quân cho Real Madrid. ESPN tiết lộ thêm, nội trong tuần tới, Mbappé sẽ tổ chức họp báo để chính thức đưa ra thông báo đầu quân cho Real Madrid. Đáng chú ý, chân sút 25 tuổi này sẽ gia nhập Bernabeu dưới dạng chuyển nhượng tự do, đồng nghĩa với việc PSG mất trắng số tiền đã trả cho Monaco lên đến 180 triệu euro để đầu tư vào anh. Được biết, trong nỗ lực cuối cùng để níu chân Mbappé, PSG đã đưa ra một lời đề nghị vô cùng quyến rũ, kèm theo rất nhiều hứa hẹn về những đặc quyền mà tuyển thủ Pháp sẽ nhận được ở Parc des Princes. Nhưng anh vẫn kiên quyết ra đi. Thậm chí, Mbappé sẵn sàng chấp nhận mất 80 triệu euro tiền phí trung thành với PSG chỉ để được thỏa nguyện đến với Real Madrid. Thông tin Mbappé muốn gia nhập Real Madrid không mới. Sau khi mùa giải năm 2022 đến năm 2023 kết thúc, chân sút 25 tuổi này đã thông báo với lãnh đạo PSG quyết định không gia hạn hợp đồng. Anh không đề cập đến việc sẽ đầu quân cho đội bóng nào, nhưng khẳng định không muốn có tên trong danh sách đăng ký của đội bóng thủ đô nước Pháp từ mùa giải năm 2024 đến năm 2025. Sự lựa chọn này của Mbappé đã khiến lãnh đạo PSG tức điên. Họ quyết định trừng phạt anh bằng cách tước băng đội trưởng chuyển cho trung vệ Marquinhos. Mạnh tay hơn, đội bóng thủ đô nước Pháp còn không cho tuyển thủ Pháp góp mặt trong đội hình tham gia nốt phần còn lại của chặng giao hữu mùa hè 2023. Nhưng ngay cả khi PSG dọa sẽ đẩy anh cả mùa giải trên băng ghế dự bị để trừng phạt, Mbappé vẫn kiên quyết giữ vững lập trường ra đi. Sau nhiều nỗ lực đe dọa bất thành, lãnh đạo PSG phải xuống nước do có thông tin Mbappé định kiện họ ra tòa. Tuy nhiên, giới chủ Qatar chưa thôi ý định níu kéo. Từ đó đến nay, họ vẫn liên tục áp dụng chính sách mưa dầm tấm lâu với tuyển thủ Pháp. Quyết định rời PSG để chọn Real Madrid là một kết cục không thể nào khác với một ngôi sao hàng đầu như Mbappé. Người ta vẫn có câu rằng, gió tầng nào, mây tầng ấy. Mbappé là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Anh được dự đoán sẽ sớm trở thành chủ nhân của danh hiệu quả bóng vàng sau giai đoạn thống trị của hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Do vậy, Mbappé không thể chôn chân ở PSG, đội bóng được dự đoán rất khó có khả năng vô địch Champions League trong tương lai gần. Chỉ có đến với Real Madrid, tiền đạo người Pháp mới hy vọng được thỏa nguyện dương cao chiếc cúp tai voi cao quý. Xin nhấn mạnh rằng, Real Madrid đang là đội giữ kỷ lục về số lần giành chức vô địch Champions League với 14 lần đăng quang. Real Madrid từng nhiều lần theo đuổi Mbappé. Đặc biệt năm 2022, đội bóng thủ đô Madrid đã đạt được thỏa thuận cá nhân với tiền đạo này. Nhưng đúng vào phút chót, anh quyết định quay xe để ở lại với PSG. Anh ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với đội bóng thủ đô nước Pháp với mức lương được cho là lên đến 72 triệu euro một năm. Sau khi gia nhập Real Madrid vào mùa hè năm 2024, Mbappé chắc chắn cũng sẽ trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại Bernabeu. Con số cụ thể là bao nhiêu hiện vẫn chưa được tiết lộ. Nhưng có lẽ ít nhất lương của tuyển thủ Pháp cũng phải ngang với những gì anh đang nhận được ở PSG.